bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam ngày 24 tháng 9. Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam xác nhận doanh nghiệp này vừa mới ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Được biết, khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450 ha và được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á. Khu du lịch này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch tâm linh và loại hình vui chơi, giải trí gồm có trường đua, vườn thú, biển Đại Nam cùng các khu trò chơi hấp dẫn khác. Còn công ty Đại Nam là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 2, 3 và nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Nếu chấp hành án phạt tù đúng quy định, phải đến cuối tháng 12 năm 2024, bà Hằng mới được ra tù. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn 3 tháng do quá trình cải tạo tốt,